Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai ứng dụng gọi xe Grab và Go Việt đã chính thức tạm dừng dịch vụ gọi xe hai bánh. Theo thông tin từ ứng dụng gọi xe Grab, dịch vụ gọi xe GrabBike tại Hà Nội đã chính thức dừng hoạt động đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, dịch vụ GrabBike tại các tỉnh thành khác vẫn hoạt động bình thường. Dịch vụ GrabFood tại tất cả các tỉnh thành trừ Đà Nẵng, GrabMart tại thành phố Hồ Chí Minh, assistant tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và GrabExpress trên toàn quốc vẫn hoạt động bình thường. Giao Việt cũng đã đưa ra thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách câu bay tại khu vực Hà Nội từ ngày mùng 2 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020.